trong các chiến lược quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của cả nước nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng, Bình Phước vẫn là khu vực được xác định sẽ trở thành động lực phát triển lâu dài của cả nước. Hạ tầng giao thông hoàn thiện, vị trí đắt giá, thị trường bất động sản Bình Phước đang có những bước chuyển mình rõ rệt, trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới đầu tư. Trong đó phải kể đến Trân Thành, một huyện phía tây nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 35 km, cách thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương khoảng 55 km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km. Những năm qua, Trân Thành đã có đột phá lớn về phát triển hạ tầng giao thông, nhờ đó có bước đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn vùng và cả nước thông qua hệ thống các tuyến giao thông đã và đang được nhà nước đầu tư mạnh mẽ như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường tỉnh 741, tuyến đường Trân Thành Dầu Tiếng, tuyến Trân Thành Đắk Nông, tuyến đường Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành Hoa Lư, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành cửa khẩu Hoa Lư, đường sắt Dĩ An Bình Dương Lộc Ninh Bình Phước và đường sắt đi Tây Nguyên. Trong đó, tuyến cao tốc Đắk Nông Trân Thành đã được thống nhất thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, rút ngắn thời gian di chuyển tới các tỉnh thành lân cận và thúc đẩy kinh tế Trân Thành sớm cất cánh. Huyện Trân Thành cũng đang nghiên cứu việc xây dựng cảng nội địa ICD Trân Thành với năng lực hàng hóa đạt gần 300.000 TEU. Trân Thành là cực phát triển mới của tỉnh Bình Phước khi có tốc độ phát triển đô thị nhanh so với mức bình quân chung của các huyện trong địa bàn. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, Bộ Xây dựng đã đặt quyết định về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trân Thành tỉnh Bình Phước đạt tiêu chí đô thị loại 4. Trong đó, thị trấn Trân Thành là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của toàn huyện, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện và hỗ trợ phát triển không gian đô thị cho thành phố Đồng Xoài. Giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của Trân Thành đạt 18,9%, kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong cơ cấu kinh tế đến năm 2025, huyện phấn đấu công nghiệp, xây dựng chiếm 75%, thương mại dịch vụ 15%, nông nghiệp 10%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Trân Thành tự cân đối thu chi ngân sách địa phương. Trân Thành đang có mức tăng trưởng kinh tế trên đà tích cực. Theo thống kê, GDP bình quân đầu người trong năm 2010 đạt 14,1 triệu đồng, năm 2015 đạt 32 triệu đồng một người, năm 2020 khoảng 67 triệu đồng một người, năm 2021 đạt khoảng 80 triệu một người. Hiện Trân Thành đã có 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động: khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng 3, khu công nghiệp Trân Thành, khu công nghiệp Trân Thành 2. Quy mô lớn nhất là khu công nghiệp và dịch vụ đô thị BKMX Bình Phước Trân Thành, quy hoạch lên đến 4.600 hectare, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Trong tương lai gần, các dự án sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến Trân Thành. Với những ngành nghề sản xuất có giá trị kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng kinh tế của huyện và của tỉnh. Trân Thành đang từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Bình Phước. Là vùng đất lành với tiềm năng sáng giá, sở hữu quỹ đất sạch lớn, dư địa tăng giá cao, thu hút hàng chục ngàn lao động tìm đến an cư lạc nghiệp. Trong đó có cả các chuyên gia cấp cao trong và ngoài nước, hệ thống hạ tầng, dịch vụ an sinh xã hội được chú trọng. Hàng loạt các chủ đầu tư lớn như BKMX, Vingroup, Đại Nam, FIC, các từng group đã có cuộc hành quân đổ bộ về Bình Phước để đón làn sóng đầu tư đầy hấp dẫn này. Với tổng diện tích 4.600 hectare, khu liên hợp đô thị BKMX Bình Phước được quy hoạch định hướng phát triển song song kết hợp giữa đô thị và công nghiệp. Trong đó, khu công nghiệp chiếm hơn 2.400 hectare. Sự kết hợp giữa đô thị và công nghiệp là một bước đi sáng tạo của tổng công ty BKMX IDC cùng với quyết tâm của lãnh đạo địa phương trong việc hình thành khu liên hợp đô thị với đầy đủ các yếu tố thuận lợi hình thành đô thị vệ tinh, phát triển công nghiệp cũng như từng bước nâng cao vị trí kinh tế xã hội của Bình Phước với các tỉnh anh em. Với hơn 30 năm phát triển và đầu tư trong xây dựng công nghiệp đô thị, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư đến từ nhiều nước trên thế giới, BKMX IDC đã và đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Bình Phước, chuẩn bị cho nền tảng cơ sở mở rộng phát triển khu công nghiệp mới, đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng, cũng như hướng tới quần thể khu công nghiệp bền vững. Đường giao thông chính, đường nhánh, đường nội bộ phân bổ hợp lý, hạ tầng kỹ thuật được thi công ngầm dọc vỉa hè với thiết kế rộng 6 mét, tạo sự thông thoáng tối đa cho người đi bộ. Khu công nghiệp BKMX Bình Phước đã là một điểm đầu tư tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong nhiều năm qua, tập trung đa ngành, điện, điện tử, chế biến gỗ, dệt may, công nghiệp thực phẩm, v.v. Khu công nghiệp BKMX Bình Phước đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về giảm thiểu tác động môi trường, tiêu chuẩn đánh giá khu công nghiệp xanh và hướng đến công nghiệp bền vững trong tương lai. Tiện ích xã hội được đầu tư thiết kế bài bản, phân bổ hợp lý theo tiêu chuẩn một khu đô thị mới. Các hạng mục như nhà văn hóa nâng cao đời sống tinh thần, bệnh viện đa khoa cho nhu cầu khám chữa bệnh, trường học, các khu vực hoạt động thể dục thể thao, hồ bơi, sân bóng đá, góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng, trường dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, trường mầm non nuôi dạy thế hệ tương lai.